Rồi, xin thân ái mến chào các bạn nha. Thì đây là cái máy Kubota lần 72 các bạn. Bạn Hoàng Sang cũng vừa hoàn thành xong cái dàn cầu luôn ha. Dàn cầu kiểu cũng đơn giản chứ không có màu mè các bạn. Dàn cầu đơn giản, dàn cầu 5 căn cầu mau. Này full trọng bộ dây nóc nha. Dây nóc 3.4 đôi xịn. Máy thì máy Kubota D902. Máy này lòng 72 các bạn. Thì bên bạn Hoàng Sang cũng có bán máy xe ha. Các bạn có nhu cầu sử dụng máy xe 3T hoặc là máy Kubota gì đó, alo số điện thoại của bạn Hoàng Sang ha. Thì bạn Hoàng Sang cũng có nhận gia công dàn cầu từ đơn giản tới phức tạp nha. Như cái bộ chọn bộ này thì khách hàng ở địa phương đặt. Thì bộ này nói chung bạn Hoàng Sang khách yêu cầu cũng làm kiểu đơn giản các bạn. Cứng thôi, cứng cáp thôi chứ không có màu mè quá lá ha. Chung cũng kiểu đơn giản. Đơn giản mà nói chung là cứng cáp các bạn. Tại này khách không yêu cầu màu mè quá lá nha. Thì máy này thì máy mới. Bạn Hoàng Sang mới gấp luôn nha. Chút xíu bạn Hoàng Sang chăm nhớ rồi test còn xem nha. Thì ở trên đây nó chỉ chỗ chụp cọ nó cũng hơi dài chạy chuỗi chút xíu các bạn. Thì máy cái đĩa nha. Cái đĩa thì được cái này thì mất cái kia. Các bạn đòi hỏi mới nữa thì khó các bạn. Bãi mà, máy bãi thì được cái này mất cái kia. Nói chung đồ đạc ở trong ngon được nha bạn. Đây, máy này thì máy Kubota D902 lòng 72 full trong bộ dàn cầu inox, khách địa phương đặt nha các bạn. Dàn cầu inox cứ đơn giản nha. Để đổ nhớ vô test máy cho anh em coi. Bắt đầu bạn Hoàng Sang chăm nhất nha bạn, chăm nhất mới vô luôn nha. Tại máy này máy mới chưa có chạy nha các bạn. Thì mình vệ sinh xong rồi mình xả cái nhớt cũ bỏ, mình chăm nhớt mới vô rồi đặng hồi mình khởi động chạy luôn nha. Thì cái máy này thì trung bình là anh em chăm vô khoảng 3 chai nha bạn. 3 chai gì đó. Một chai này hình như là nó có 3 xị nha bạn. Chai này như là 700ml á, chai 3 xị. Chăm 3 chai nha các bạn. Chăm vô 3 chai, nhớt mới nha. Chăm vô xong rồi bạn Hoàng Sang sẽ khởi động cho nó chạy nha. Một chút xíu nữa anh em lấy vỏ lại rồi chạy test thử vòng các bạn xem tham khảo luôn nha. Đây, full combo trọn bộ. Để chăm thêm chai nữa nha các bạn. Tổng cộng là 3 chai. Hiện chai này nó chỉ có khoảng 700ml à. Như mình kêu 3 xị á. 103 chai. Rồi, xong rồi đó các bạn. Chuẩn bị xuống vỏ test cho anh em xem nha. Ủa anh đâu có dịch đó vậy? Đâu? Dọn không? Dịch của máy nào? Máy Vũ á. Ờ, 63 là thua, luốt ọc ọc luôn. Máy Vũ là quạng luốt luôn á. Luốt. Thank you.
đó. Nhổ quá đó. Chỉnh ra lại cái rồi chỉnh lại.